Chào mọi người. Sau khi một số các cái thông tin về thị trường thì hôm nay David lại quay lại và phân tích Bitcoin. Sau khi đào tạo cũng như là đi phát triển thị trường cùng với hệ thống Bluebell Nature Forex thì team của David lại tiếp tục đưa ra những phân tích nhận định. Và sáng ngày hôm nay có rất nhiều người hỏi tôi rằng là 9.000 có trong tầm tay hay không, thì cái câu trả lời thực sự là chúng ta đã nhìn thấy. Thứ hai nữa là chúng ta tránh trường hợp phân tích nhiều quá, chúng ta sẽ bị phân tâm. Tuy nhiên chúng ta cứ để sức chịu đựng của chúng ta chịu đựng lỗ được, chúng ta chịu đựng được giá xuống, tại sao lúc giá lên chúng ta lại không chịu đựng được. Đó chính là những cái lý do mà thị trường, mà chúng ta luôn nói rằng là thị trường không bao giờ xuống giá từ 20.000 xuống 3.000 luôn, mà nó phải trải qua rất nhiều các cơn sóng dập dìu lên xuống. Và thị trường cũng không bao giờ lên luôn từ vùng 3.200 lên đến 8.600, mà nó liên tục điều chỉnh xuống về giải giữa của Bollinger Band. Và cái giải giữa của Bollinger Band ở trong sóng D1 này nó giúp cho chúng ta có những cái nhìn rất là tốt khi mà đã tìm các điểm vào để mua. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai nữa, cộng với cái lượng kích cầu của ngày hôm qua rất là đột biến, cũng như là có rất nhiều các cái giải pháp của chúng ta sẽ xem xét như sau. Đầu tiên chúng ta nói đến cái mốc của 8.000. Mốc của 8.000 thì dập dình rất lâu, và các cái mốc của 8.000 rất khó phá trong một tuần qua, đúng không ạ? Tuy nhiên ngày hôm qua với một cái thông tin tích cực, đặc biệt là báo chí bắt đầu lan tỏa Global Coin, một trong những cái coin của Facebook dự kiến sẽ gia nhập thị trường, cũng như là sự nghiên cứu của thị trường coin của Facebook khiến cho giá cả bắt đầu đi lên. Ngoài ra cũng có những đợt bán tháo của các quỹ, có những lúc giá sập xuống từ 7.900 đổ đèo 6.600. Tuy nhiên với cái áp lực mua ngay lập tức vào buổi sáng hôm sau, tức là thị trường phiên Á, thì thị trường đã đi lên. Và lúc này ở trong sóng 1 giờ chúng ta có thể nhìn thấy Bitcoin được đưa ra các cây nến vượt qua rất nhiều các giới hạn của giá, đó là gì ạ? Các cái mô hình ba đỉnh và các mô hình đáy, nó vượt qua rất nhiều. Do đó lúc này đây thị trường đã bắt đầu đi vào các vùng hưng phấn, và vùng hưng phấn của thị trường có thể lên các vùng 9.000. Từ đó chúng ta mới nhìn thấy ở trong sóng ngắn hạn một cây nến bất thường xảy ra, đây gọi là cây dẫn hướng cho thị trường vượt qua ba đáy trong cái thị trường lúc mà đang cái trong cái xu hướng sideways. Ba đáy này, ba đỉnh này lập tức chúng ta nhìn thấy được ở vùng 8336, vùng 8372, vùng 8299, và lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy là vùng 8750. Vậy giá sẽ đi lên như thế nào? Chúng ta xem ở 4 giờ. Chúng ta xem các cái khung của 4 giờ. Khung 4 giờ đưa ra cho chúng ta nhìn thấy là vùng 8384 cũng đã vượt quá. Và bây giờ chúng ta nhìn là khung 1 ngày. Khung 1 ngày chúng ta vẫn nhìn thấy các con sóng vẫn đang rất thấp. Tuy nhiên các cái đỉnh nó đã phá ở vùng 8448. Ở vùng 8609 đã phá rồi, và bây giờ chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy vùng 9921. Đây là một cái vùng xa để chúng ta có thể xem xét. Vùng 9921 này là một trong những cái vùng mà chắc chắn thị trường sẽ phải đi lên. Vậy có các mốc, vùng 99 là vùng mốc cản cứng. Sau đó trước khi vượt 9.900 lập tức là gì ạ? Chúng ta đang đón chờ cái vùng 9.000, 10.000 và 11.000 trên 11.000. Thì đây là các cái đáy và các cái đỉnh mà chúng ta cần phải xem xét. Thị trường hưng phấn thì không có điều gì mà không thể xảy ra. Thì từ đó hôm nay báo chí chắc là gì ạ? Sẽ tung các cái tin với các cái động thái của Global Coin, một trong những coin của Facebook đang nghiên cứu. Vậy thị trường lúc này như thế nào? Chúng ta vào coin market các, chúng ta sẽ nhìn thấy mốc 200 tỷ mà chúng ta đã kỳ vọng nó vượt qua trong thời gian qua, đã vượt qua, và bây giờ chúng ta đang kỳ vọng mức 300 tỷ, tức là 6267 này sẽ vượt qua như thế nào. Chúng ta nhìn ở volume trong 24 giờ. Chúng ta xem xét các cái coin 100 trên 100 triệu đô trong vòng 24 giờ. Chúng ta nhìn thấy Theta có Cardano 0.08 cũng đã là coin rất là rẻ. BitTorrent. Và chúng ta vẫn lưu ý rằng Neo, Stellar, Binance đã lên đến 34. Tôi có nói rằng là ETC, Tron, XRP 0.4, Bitcoin Cash,
iOS 6.87 và chắc chắn là sẽ có đợt tăng rất là mạnh giống như là BNB trong thời gian tới. Litecoin đã vượt lên qua 100 rồi ạ. Hôm vừa rồi xuống còn 91 đô, nay đã lên 111 đô. Và Ethereum 266 chắc chắn sẽ sớm về cái vùng 700 đô mà thôi. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi mà giá và thị trường bơm vào 267 tỷ này lên đến 300 tỷ? Vậy nói qua tình hình về chiến tranh thương mại, chúng ta sẽ nhìn thấy nếu trong trường hợp mà hiện tại chủ nợ lớn nhất của Mỹ là Trung Quốc, và khi mà chiến tranh thương mại hiện tại đang có một số các cái tỷ số 1-0 nghiêng về Mỹ ở các vấn đề về niềm tin tiêu dùng, rồi các vấn đề về chứng khoán, các vấn đề về thị trường tiền tệ, thì bài của Trung Quốc đó là có 2 bài mà chúng ta cần phải nắm trong 8 bài mà tôi sẽ nói sau này. Cái bài thứ nhất là phá giá đồng nội tệ, đúng không? Đấy là việc đầu tiên. Vậy khi phá giá đồng nội tệ để cho xuất khẩu của Trung Quốc len lỏi vào toàn bộ trên thế giới, thì chúng ta sẽ nhìn thấy thị trường bắt đầu hỗn loạn, thị trường chứng khoán bắt đầu sập giảm, và do vậy nhà đầu tư thiên biến về vấn đề đầu tư về vàng, và đặc biệt là tiền kỹ thuật số. Đây là một trong những nơi trú ẩn an toàn, do đó thị trường còn lên rất là mạnh. Trường hợp thứ hai là việc trả đũa lại của Trung Quốc, đó là bán trái phiếu chính phủ của Mỹ mà Trung Quốc đang là chủ nợ lớn nhất. Tuy nhiên thì theo tôi nhận định, nếu trong trường hợp mà bán trái phiếu của chính phủ Mỹ thì chắc chắn trái phiếu sẽ giảm giá. Và khi trái phiếu giảm giá thì thị trường Trung Quốc đang nắm giữ rất nhiều trái phiếu, thì chắc chắn là là thiệt đầu tiên. Do đó nhà đầu tư Mỹ cũng như là đầu tư Trung Quốc chắc chắn là sẽ lại đổ tiền, và dòng tiền sẽ đổ vào thị trường kỹ thuật số. Chúng ta đang nhìn thấy rất nhiều các cái đồng đang biến thiên rất là mạnh mẽ. Ether lên vùng 268, EOS vùng 6.9, vùng 7 đô, Binance Coin một cái sự biến thiên rất mạnh mẽ. Tuần trước có rất nhiều người bán ở vùng 25, nhưng nay đã bán ở vùng 33. Do vậy tôi đánh giá rằng Bitcoin vẫn còn có thể lên mạnh nữa. Và tiếp theo đó là chúng ta nhìn thấy các cái thị trường trên 100 triệu ở CoinMarketCap, và chúng ta sẽ có những cơ hội ở hậu ICO. Hậu ICO đưa ra cho chúng ta rất nhiều các cái mô hình để có thể xem xét được. Hiện tại chúng ta có Riverside ở vùng cách đây 2 ngày vùng 0.00x giá và volume trên 10 triệu đã có những cái cơ hội rất là tuyệt vời. Tuần trước thì những cái cơ hội đối với Matic rất là tốt, đúng không ạ? Ở 33 triệu này có Cari. Rồi 31 triệu đối với TT, Thunder Token, đúng không ạ? Rất nhiều con được bơm thổi lên. Và thị trường này chỉ được tồn tại và tốt khi mà sự cộng hưởng của Bitcoin mà thôi. Do đó chúng ta sẽ có những cái quy luật để chúng ta nắm giữ. Chúng ta lại xem xét sự đua nhau gainer loser trong cái vùng mà biggest gainer. Đó là HBX 138%, MIC MIC 92%. Rất nhiều. Và chúng ta để ý những volume lớn trong 24 giờ, 1 triệu đô, 1 triệu đô, 5 triệu đô, 9 triệu đô, 3 triệu đô, 3 triệu đô, 6 triệu đô, 66 triệu đô chúng ta để ý. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy EQ cũng là được bơm thổi lên rất tốt. Đó. Và chúng ta cũng phải sợ hãi khi mà giá của Clam đang bị xuống. Thì trên đây là những cái thông tin để chúng ta có thể xem xét. Ngoài ra, các yếu tố về theo dõi thị trường cũng như là đưa ra các mốc cản của thị trường và các mốc kháng cự để chúng ta có thể chọn lựa coi nào. Và từ đó là chúng ta sẽ xem xét đến cái blue chip. Với các phân tích như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được là giá của Bitcoin hoàn toàn có thể lên qua các cái mức cản mà chúng ta đã đánh giá. Và các cái mức cản này hiện tại chúng ta đang nhìn thấy các vùng tiệm cận ở vùng 10.000, 11.000 là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà chúng ta mua ở điểm nào? Chúng ta nên mua ở các cái vùng điều chỉnh mà thôi. Chúng ta hãy chờ đợi các cái thời gian điều chỉnh của sóng, sau đó chúng ta mua ở các vùng điều chỉnh. Vùng điều chỉnh là gì? Là vùng giữa của Bollinger Band, tránh trường hợp chúng ta bị đu đỉnh. Và bây giờ chúng ta vào đến thị trường của Litecoin. Litecoin cũng thế, đang bay lên rất là mạnh với blue chip như thế này. Hiện tại là vùng 1 giờ có một cây nến bật lên rất là mạnh mẽ, vượt qua các cái mức đỉnh là 107, vượt qua các mức đỉnh là 105. Từ đó trong ngắn hạn chúng ta nhìn thấy Litecoin
đang đi rất là mạnh. Trong trung hạn, vượt qua các đỉnh của 107 tiếp, đúng không ạ? 99 đã vượt qua rất lâu và chúng ta sẽ tạo được ra các mô hình ba đỉnh và giá có thể chỉ bật lên một cách mạnh mẽ ở các khung điều chỉnh, có thể lên trong vùng 115 sớm thôi, sau đó nó kỳ vọng ở vùng D, tức là vùng dài hạn. Và vùng dài hạn là tức là chúng ta nhìn thấy các cái con sóng ở các cái vùng cao hơn là 124 và 150, cao hơn nữa chúng ta sẽ có 181, và lúc đó điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta rất kỳ vọng ở các cái vốn hóa thị trường đang ở vùng gì ạ? 300 đến 500 tỷ vốn hóa toàn bộ thị trường. Và với cái đà này, khi mà niềm tin về trái phiếu, về chứng khoán của Mỹ, của Trung Quốc không còn làm cái vấn đề gì an toàn và nơi trú ẩn an toàn nữa, vàng đang suy yếu do đô la tăng lên. Do vậy đô la cũng như là các cái đồng tiền khác thì mất đà ổn định. Do vậy người ta sẽ đổ tiền vào Bitcoin xem như là một trong cái dạng trú ẩn an toàn cũng như là sự kỳ vọng của việc đầu tư. Với cái chiến tranh thương mại thì không có điều gì gọi là có thể không xảy ra. Chúng ta không có dự đoán hay là chúng ta suy đoán những cái điều tiêu cực. Thường thì chúng ta thấy được chiến tranh vàng sẽ lên rất là mạnh mẽ, nhưng nay chúng ta có thấy có rất nhiều các cái mô hình đầu tư vàng đang không tăng lên. Do vậy là gì ạ? Hoàn toàn thị trường kỹ thuật số có thể lên ngôi trong tương lai rất là gần. Có thể gì ạ? Facebook, WhatsApp, thậm chí Samsung cũng có thể đi tham gia vào thị trường kỹ thuật số dưới cái mức độ thanh toán toàn cầu, thay cho Visa, thay cho các cái vấn đề về gì ạ? Chiến tranh thương mại liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến USD cũng như đồng China Yên. Từ đó thị trường gì ạ? Bất ngờ tăng rất là mạnh mẽ khi các tin đó xuất hiện. Chúng ta sẽ vào blue chip thứ hai, đó là Ether. Blue chip thứ ba Ether. Ether trong D1 đã vượt qua rất nhiều các cái mốc là 222, 252 và nay đang ở các cái vùng là 269. Vậy thì chúng ta kỳ vọng vào 302 và 323. Đây là các cái mốc mà nó đã từng đạt được. Do vậy giá là sự nhắc lại của quá khứ khiến cho chúng ta có thể nhìn thấy vùng 302 có thể được nhắc lại trong thời gian ngắn thôi và trong thời gian tới đây. Vậy sự điều chỉnh của giá chúng ta mua vùng 247 sẽ rất là tốt, vùng 240 sẽ rất là tốt. Và từ Litecoin, Bitcoin, Ether chúng ta đưa ra rất nhiều các cái mô hình giải pháp. Ví dụ chúng ta nhìn thấy ETC cũng là một trong những cái mà chúng ta theo dõi. Những video trước tôi có nói rằng là Quitum, ETC, và giờ này chúng ta sẽ để ý đến Strat. Strat một trong những cái rất là lì lợm trong thời gian này. Tuy nhiên là gì ạ? Nó sẽ bay trong thời gian tới đây. Dashcoin, Binance cũng là một trong những cái giải pháp. Để biết thêm thông tin chi tiết, chúng ta có thể add Zalo 0987732228 và tham gia các khóa học Bitcoin cùng với David, đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể đầu tư Bitcoin trong thời gian tới, sự nhận định các cái ISO và hậu ISO để sao cho chúng ta có được cái tỷ lệ tốt nhất trong việc đầu tư. Xin được trân trọng cảm ơn mọi người.